bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đường Yên phản hồi tìm cách dạ dày để giữ dáng. Đường Yên có sắc vóc trẻ trung hơn tuổi, do đó cô vướng phải tin đồn sử dụng các biện pháp cực đoan để giữ gìn thân hình như siêu mẫu. Vừa qua, Trang Sohu đưa tin Đường Yên tham gia show Nhà Trọ Của Chúng Ta. Trong buổi trò chuyện với MC Dương Địch, nữ diễn viên Cẩm Tú Vy Ương đã phủ nhận tin đồn cô cắt một nửa dạ dày để hạn chế sức ăn và giữ dáng. Tôi đã đọc được tin tức đó rồi. Khi có người khen tôi cô ấy gầy quá thì một người khác bình luận rằng cô ấy từng đi cắt dạ dày đó. Và thực sự vẫn có những người tin vào thông tin vô lý này, Đường Yên chia sẻ. Theo Sohu, Đường Yên là minh tinh có khung xương nhỏ. Nhờ đó, cô sở hữu thân hình như người mẫu với chiều cao 1m72 và đôi chân dài tới 1m15. Chân của Đường Yên luôn được xếp vào top những đôi chân đẹp nhất giới giải trí Hoa ngữ. Để có được vóc dáng thon gọn như vậy, Đường Yên phải luyện tập và có chế độ ăn được kiểm soát chặt chẽ, vừa đảm bảo đủ dinh dưỡng, vừa không làm tăng cân. Bên cạnh đó, khi xuất hiện trong show Nhà Trọ Của Chúng Ta, Đường Yên tái hiện lại vai diễn nổi bật Lý Vy Ương trong phim truyền hình Cẩm Tú Vy Ương. Nhiều khán giả khen ngợi ngoại hình của Đường Yên không thay đổi nhiều so với 7 năm trước. Đường Yên từng là một trong những tiểu hoa đàn 8X nổi tiếng nhất Trung Quốc với nhiều bộ phim có thành tích cao như Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ, Hiên Viên Kiếm Thiên Chi Ngân, Bên Nhau Trọn Đời, Loạn Thế Giai Nhân, Nữ Đặc Công X, Người Tình Kim Cương, Cẩm Tú Vy Ương. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với tài tử La Tấn vào tháng 10 năm 2018, nữ diễn viên hạn chế đóng phim. Trong 2 năm qua, Đường Yên chỉ có một bộ phim Yến Vân Đài lên sóng nhưng không đạt thành công. Đồng thời, người đẹp sinh năm 1983 chỉ tham gia vai phụ trong những dự án truyền hình Phồn Hoa của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tháng 9 năm 2022, Đường Yên làm việc 3 ngày, còn tháng 10, cô có lịch hoạt động trong 2 ngày để chụp ảnh quảng cáo và tham dự sự kiện. Do Đường Yên không có nhiều hoạt động, địa vị của nữ diễn viên giảm sút so với nhóm đồng nghiệp cùng lứa như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lưu Diệc Phi. Theo Sohu, việc Đường Yên tham gia show Nhà Trọ Của Chúng Ta phần nào giúp người hâm mộ của Đường Yên giải tỏa cơn khát, được thấy thần tượng trên màn ảnh.